Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn toán lớp 6 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6 sách cánh diều. Bài tập cuối chương 1. Bài này nó hơi dài cho nên thầy giáo chia làm nhiều video. Các em có thể xem lại toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Hoặc là các em có thể tìm kiếm với từ khóa là toán lớp 6 sách cánh diều tập 1. Trang bao nhiêu, bài bao nhiêu, trang bao nhiêu. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 7. Hệ mặt trời gồm 8 hành tinh, đó là sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, sao thiên vương, sao hải vương. Các hành tinh trong hệ mặt trời chia thành hai nhóm. Nhóm trong gồm sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa. Nhóm ngoài gồm sao mộc, sao thổ, sao thiên vương, sao hải vương. Các hành tinh nhóm trong có khối lượng và kích thước khá nhỏ so với các hành tinh nhóm ngoài. Hai nhóm hành tinh ngăn cách nhau bởi một vành đai tiểu hành tinh và vô số các thiên thạch nhỏ cùng quay quanh mặt trời. Câu A là các em viết tập hợp A gồm 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Câu B là các em sắp xếp kích thước của 8 hành tinh trong hệ mặt trời theo thứ tự tăng dần. Câu C là các em viết tập hợp B gồm 4 hành tinh có kích thước nhỏ nhất và tập hợp C gồm 4 hành tinh có kích thước là lớn nhất. Rồi trước hết là các em viết tập hợp A gồm 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Để viết một tập hợp thì trước hết là các em viết tên tập hợp. Tên tập hợp các em viết bằng chữ cái in hoa. Ở đây người ta yêu cầu các em là viết tập hợp A gồm 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Tức là người ta đã cho chúng ta biết tên tập hợp là tập hợp A. Như vậy các em sẽ viết A là chữ cái in hoa, sau đó viết dấu bằng. Tiếp theo là các em viết cặp dấu ngoặc nhọn. Cặp dấu ngoặc nhọn có mở và đóng. Bên trong cặp dấu ngoặc nhọn là các em sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp. Tập hợp A gồm 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Như vậy các phần tử của tập hợp đó chính là tên của các hành tinh, bao gồm sao thủy, sao kim, trái đất. Ở đây các em lưu ý là giữa các phần tử được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy. Sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, sao thiên vương, sao hải vương. Rồi các em nhớ giữa các phần tử được phân tách với nhau bởi dấu chấm phẩy. Tiếp theo là các em sang câu B. Câu B là các em sắp xếp kích thước của 8 hành tinh trong hệ mặt trời theo thứ tự tăng dần. Kích thước của 8 hành tinh trong hệ mặt trời theo thứ tự tăng dần. Ở đây chúng ta có một bảng gồm hai cột. Cột thứ nhất là tên hành tinh và cột thứ hai là đường kính, đơn vị đo là km. Như vậy để sắp xếp kích thước của 8 hành tinh trong hệ mặt trời theo thứ tự tăng dần thì ở cột đường kính này chúng ta có các số đo đều có cùng đơn vị đo là km. Các em sẽ sắp xếp các số đo này theo thứ tự tăng dần. 4879 là số bé nhất, các em xếp là số 1.
4.000 đến 6.000 là số 2. 6.000 đến 12.100, 12.104 là số 3. Rồi tiếp theo là 12.756 là số 4. 12.000 giờ đến 49.000. 49.000 đến 51.000. 51.000 đến 120.000 và lớn nhất là 142.000. Được chưa? Như vậy là các em đã sắp xếp được các số đo này theo thứ tự tăng dần. Một là sao thủy, sao thủy bé hơn. Hai là sao hỏa, sao hỏa. Ba là sao kim. Bốn là trái đất, trái đất của chúng ta thuộc tầm trung. Rồi năm là sao hải vương. Sáu là sao thiên vương. Bảy là sao thổ. Và tám là sao mộc. Sao mộc là có kích thước lớn nhất và sao thủy là có kích thước bé nhất. Trái đất của chúng ta cũng thuộc là gần tầm trung thôi. Rồi tiếp theo, các em sang câu C. Viết tập hợp B gồm 4 hành tinh có kích thước nhỏ nhất và tập hợp C gồm 4 hành tinh có kích thước lớn nhất. Rồi câu C. Ở đây 8 hành tinh các em đã viết là theo có kích thước theo thứ tự tăng dần. Và bây giờ các em sẽ chọn 4 hành tinh đầu, chính là 4 hành tinh có kích thước nhỏ nhất. Rồi, trước hết là các em viết tập hợp B gồm 4 hành tinh có kích thước nhỏ nhất. Trước hết là các em viết tên tập hợp, đó là tập hợp B, được viết bằng chữ cái in hoa, sau đó các em viết dấu bằng. Tiếp theo là các em mở dấu ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn này là các em sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp ra. Tập hợp B gồm 4 hành tinh có kích thước nhỏ nhất. Đó chính là sao thủy, sao hỏa, sao kim và trái đất. Rồi, giữa các phần tử được phân tách với nhau bởi dấu chấm phẩy. Sau khi liệt kê các phần tử xong thì các em sẽ đóng dấu ngoặc nhọn lại. Tiếp theo là các em viết tập hợp C gồm 4 hành tinh có kích thước lớn nhất, tức là 4 hành tinh còn lại. Bằng cách làm tương tự, các em sẽ viết tên tập hợp C bằng mở dấu ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn, các em liệt kê các phần tử của tập hợp, đó chính là 4 hành tinh còn lại. Trái đất rồi, bây giờ đến sao Hải Vương, sao Thiên Vương, sao Thổ, sao Mộc. Giữa các phần tử được phân tách với nhau bởi dấu chấm phẩy. Rồi sau khi liệt kê xong thì các em đóng dấu ngoặc nhọn lại. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 8. Tiếp theo các em sang bài tập số 8. Theo quyết định số 648 QĐ BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 sẽ dao động trong khoảng từ 1.678 đồng đến 2.927 đồng mỗi kWh tùy bậc thang. Dưới đây là bảng so sánh giá điện trước và sau khi điều chỉnh, không tính thuế VAT. Rồi các em quan sát bảng sau. Câu E là trong tháng 2 năm 2019, gia đình Bắc Vân tiêu thụ 540 kWh, gia đình Bắc Vân phải trả bao nhiêu tiền? Rồi, ở đây người ta hỏi là trong tháng 2, tức là tháng 2 thì vẫn tính theo giá cũ nha. Ở đây quyết định là ngày 20 tháng 3. Như vậy trong tháng 2, gia đình Bắc Vân tiêu thụ là 540 kWh. Gia đình Bắc Vân phải trả bao nhiêu tiền? Thì ở đây các em vẫn tính theo giá cũ nha. Tháng 2 là vẫn thuộc giá cũ. Câu B. Nếu tháng 4 năm 2019, gia đình Bắc Vân vẫn tiêu thụ 540 kWh, thì theo giá mới, số tiền phải trả tăng lên bao nhiêu? Rồi các em cứ tính là giá tiền phải trả là bao nhiêu, sau đó là các em lấy
giá mới trừ đi giá cũ thì các em sẽ tính được phần tăng lên. Rồi bây giờ mời các em quan sát. Mức sử dụng điện sinh hoạt trong tháng, đơn vị là kWh. Ở đây 1 kWh thì người ta vẫn thường gọi là một số điện nha. Giá cũ là đồng trên kWh, giá mới là đồng trên kWh, tức là bao nhiêu, bao nhiêu tiền trên một số điện. Ở đây người ta chia làm 6 bậc: bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6. Bậc 1 cho kWh từ 0 đến 50, có nghĩa là từ 0 đến 50 số, hay nói cách khác là 50 kWh trở lại thì sẽ áp dụng giá điện bậc 1, giá cũ.